Nhưng mà anh, tôi xác nhận lời cái lời nó của anh. Có phải anh là Mộc TV? Đúng hay sai? Bây giờ xin lỗi anh nha, tôi nói một lần cuối cùng nè. Anh có phải là Mộc TV, phóng viên báo Thanh Niên, Quang Thuần không? Anh đừng có lằng nhằng. Này, nè, phóng viên mà ơi, phóng viên kỳ thế. Sao phải nói đàng hoàng chứ? Bây giờ tôi hỏi một lần cuối cùng nè. Đúng không? Đúng là anh chắc chắn đúng không? Chắc chắn gì? Chắc chắn rồi đúng không? Bây giờ tôi muốn gặp, nè xin lỗi anh nhá, anh Mộc nè, tôi nói một lần cuối cùng nè, tôi muốn gặp là Mộc TV, phóng viên báo Thanh Niên Quang Thuần, anh có phải không? Cái câu vừa rồi anh đã khẳng định là đúng, anh đúng rồi đó. Ờ anh đúng rồi, tôi nói là tôi muốn gặp anh đó, là Mộc TV, phóng viên báo Quang Thuần đúng không? Anh muốn gặp tôi thì ra chứ ngày giờ đi. Nhưng mà tôi hỏi anh là anh có phải không đó? Anh mới khẳng định xong đấy. Anh trả lời đi, tôi khẳng định nhưng mà anh trả lời đi, có phải không? Thì anh biết chắc chắn anh hỏi gì nữa. Trời ơi, nhưng mà anh đây là bây giờ là anh trả lời đi, chỗ tôi có anh có phải là phóng viên không? Anh tôi đâu cần trả lời, anh tự khẳng định. Ôi thôi đó. Đi, thôi đi ông ạ. À. Thôi đi ông Mộc ạ. À. Không nha, tôi không muốn gặp Mộc TV mà tôi muốn gặp là Mộc TV, YouTuber, phóng viên báo Thanh Niên Quang Thuần, tôi nói rõ ràng nha. Ok. Thế giờ anh có gặp thì cho ngày giờ địa điểm ra. Rồi, nha. Anh xác nhận cho tôi. Anh xác nhận cho tôi là anh có phải là phóng viên báo Thanh Niên Quang Thuần không? Một lần cuối thông, yes or no, that's it. Bây giờ tôi là Mộc TV. Có phải phóng viên báo Thanh Niên Quang Thuần không? Yes or no. Bây giờ anh ra gặp anh sẽ biết. Tôi chỉ cần hỏi vậy thôi, yes or no, that's it. Anh đã biết rồi, anh mới... Tôi không biết. Anh biết tôi từ xưa giờ anh thôi nè, Mộc TV à, anh đừng có khùng quá đi. Nếu như anh là đàn ông đó, nha, tôi chỉ cần nói là tôi đó là... Mà tôi nói thật nha, anh giờ anh lên trên mạng đó, anh cứ nói thẳng một câu đi. Là anh nói là Tony Phạm đi. Anh chơi kiểu anh giấu tên, đúng không? Anh chơi kiểu giấu tên kỳ thế, đúng không? Chơi là phải chơi cho nét. Cú tèo là ai? Của anh nè, tôi sẽ đưa ra cho anh thấy nè. Ừ. Là anh nói là anh biết rõ tôi là ai nè. Ok, không? Nhưng mà tôi xác nhận biết anh nè. TV là ai, đúng tôi không? Xác nhận lại lần cuối cùng, tôi đang muốn gặp Mộc TV, phóng viên báo Thanh Niên Quang Thuần. Anh có phải không? Anh nói anh biết rồi mà anh hỏi gì vậy? Thôi biết đi, xin lỗi nha. Biết. Bây giờ thôi là tôi nói lần cuối cùng nè. Bây giờ tôi muốn gặp là Mộc TV, phóng viên báo Thanh Niên Quang Thuần. Còn anh không có nha. Anh không có là anh thôi nha. Úi dồi ôi anh Mộc ơi. Chỉ cần anh nói là yes or no. Không bây được hả? Anh là người hẹn gặp đúng không? Tôi hẹn gặp anh mà tôi gặp. Đúng, tôi hẹn gặp nhưng mà gặp không phải là Mộc TV. Ra gặp là biết. Nhưng ra mà không có, bây giờ tôi phải xác nhận đây chứ. Anh là ai? Bây giờ anh là ai? Anh là ai? Úi dồi ôi đúng là BD nhá. Đây đàn ông này, chơi phải chơi cho nét nhá.